myself all dried out, 'cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Trong ngày cuối hôm nay chính thức được bắt đầu, một tràng pháo tay thật lớn thật dài của quý vị. Thưa quý vị, có thể khẳng định rằng là tình yêu là của đám say, kết tinh từ những tháng ngày ước mơ, trai con rừng vợ mà gái lớn gà chồng, trong năm tháng sợi tơ hồng kết duyên.
để rồi với yêu thương rất là tuyệt vời mà Huỳnh Đức và Hoài Thương của chúng ta dành cho nhau, cùng với sự vun vén tác hợp của hai bên tốn họ gia đình, thì chú rể cô dâu của chúng ta cũng đã được trải qua với những cơ chầu và đã chính thức nên dâu nên rể nhà người. Cũng chính là đó mà chúng ta phải khẳng định một điều rằng Huỳnh Đức và Hoài Thương của chúng ta đã vươn tới đỉnh cao nhất của tình yêu, đó chính là hôn nhân gia đình, về bên nhau để xây dựng mái ấm gia đình trăm năm hạnh phúc. Khi những cơn gió đã mang hơi thở của tình yêu thì cũng chính là lúc mà quý vị chúng ta cùng cảm nhận được một mùa yêu thương, mùa mà trai gái tìm về bên nhau để cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình. Và ngày hạnh phúc trăm năm trong ngày dấu ấn chung đôi trọng đại, Quỳnh Đức và Hoài Thương của chúng ta đã được đón nhận những dòng tình cảm thân thương của toàn thể quý vị. Quý vị đã rộng lòng quảng đại, không quản ngại đường xa xa xôi, nâng bước vì nghĩa bước đi về tình, hội tụ trở về đây để cùng chung chia mừng hạnh phúc chúc tương lai, để tỏ lòng cảm ơn cảm tạ chân thành tới toàn thể quý vị. Xin mời chú rể cô dâu sẽ gửi lời cảm ơn cảm tạ tri ân tới toàn thể hội hôn. Nắm tay cô dâu đi ạ. Trước khi cúi chào, hai bạn nắm tay nhau thoải mái đi, đứng sát lại cô dâu một chút đi ạ. Tôi dẫu vẫn biết là thời tiết hôm nay rất là nóng, tuy nhiên rằng với những tình cảm tuyệt vời mà toàn thể quý vị đã dành cho chú rể và cô dâu, để thay cho ngàn vạn lời cảm ơn tới quý vị, xin mời chú rể cô dâu sẽ nhẹ nhàng gửi lời chào cảm ơn tới hội hôn bằng một cái cúi đầu đi ạ. Xin mời. Hỏi thật quý vị, lúc nãy thì chú rể cô dâu nhà chúng ta cúi chào quý vị đã đều chưa? Đều chưa? Tôi nghĩ là chưa đều mấy, cho nên quý vị vỗ tay chưa được lớn mấy đúng không ạ? Bây giờ xin phép tới toàn thể quý vị, chú rể cô dâu nhà chúng ta sẽ gửi lời chào, gửi lời cảm ơn tới quý vị thêm một cái cúi đầu nữa. Và quý vị nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng được không ạ? Xin mời! Một tràng vỗ tay rộn rã của quý vị chúng ta cùng vang lên đi ạ. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin mời chú rể cô dâu sau cái cúi chào tuyệt vời, cho phép chú rể cô dâu an toàn lại vị trí của mình một chút. Thưa quý vị, và những người làm chương trình của chúng tôi được sự ủy quyền của chú rể Huỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên mời chồng mời chàng về nước. Đặc biệt là chúng ta sẽ cùng cảm nhận hương vị cuộc sống tình yêu, cảm nhận nét đẹp cưới hỏi của quê hương Cẩm Thủy Thanh Hóa, nơi mà chú rể Huỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương của chúng ta được sinh ra và lớn lên. Những giai điệu yêu thương tuyệt vời sẽ chính thức được trở về với sân khấu trong ngày vui hôm nay. Chứ là để chúc mừng hạnh phúc trăm năm sau là người tặng tới toàn thể quý vị đã là hiện diện tại sân khấu yêu thương của gia đình nhà trai. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát tới từ chàng trai MC kiêm ca sĩ Thành Đạt sẽ trở về với sân khấu trong ngày vui hôm nay để gửi tặng tới quý vị những giai điệu yêu thương tuyệt vời nhất. Xin trân trọng kính mời. Và quý vị dành cho Thành Đạt một tràng vỗ tay thật lớn để cùng cổ vũ động viên đẹp. Xin mời quý vị. Dạ vâng, và lời đầu tiên thì cho phép Thành Đạt xin được gửi lời chào đến tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn bè, nam nữ, thanh niên. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho hai em Huỳnh Đức và em Hoài Thương trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Kính thưa quý vị thân mến, hạnh phúc có thể nói là ước vọng, là ước mơ của mỗi một con người. Và bất kỳ ai khi sinh ra trong cuộc sống này đều có quyền được mơ cầu hạnh phúc. Và theo quan niệm của người xưa thì hạnh phúc chính là những dòng chảy lớn chảy về những nhánh sông nhỏ, tượng trưng cho tình yêu, sức khỏe, tiền tài, công danh và sự nghiệp. Và khởi nguồn của những dòng chảy lớn luôn bắt đầu từ những dãy núi cao, còn khởi nguồn của hạnh phúc và tình yêu luôn bắt đầu từ những tổ ấm của gia đình. Và trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu và yêu thương nhau, được sự đồng lòng nhất trí của chính quyền địa phương cũng như sự vun đắp tác hợp của hai bên gia đình, hai em đã chính thức kết duyên vợ chồng. Và không biết nói gì hơn, chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời toàn thể quý vị cứ tự nhiên mời trà, mời nước và mời thuốc, và cùng lắng nghe một ca khúc, một tác phẩm của nhạc sĩ Thông Đạt. Nhạc phẩm được mang tên Hoa Cài Mái Tóc. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Quý vị cho Thành Đạt một tràng vỗ tay động viên thật lớn, thật dài đúng không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Nam mắt đời sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhòa đôi mắt long lanh, nghe tim con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Từ thành đô anh bay áo cưới,
ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình định được mãi. Xin em đừng qua vùng có hoa, xin em đừng đến những nơi chưa xanh hoang xa. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù bị nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Cành hoa em cài mãi tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về cầm lương anh bay áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình định đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoa, xin em đừng đến những nơi kinh xanh hoang xa. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù người nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Dù người nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chân thành cảm ơn Thành Đạt rất là nhiều. Những giai điệu yêu thương tuyệt vời đã được vang lên để đồng hành và chúc mừng hạnh phúc cho năm cũng như gửi tặng tới quý vị trong ngày vui hôm nay. Xin được kính chúc cho Thành Đạt luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt trên đường sự nghiệp của mình. Và chia tay với tiếng hát của năm ca sĩ Thành Đạt, chúng ta cùng trở lại với câu chuyện hạnh phúc trong năm cùng với chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương của chúng ta. Để rồi xin được trân trọng kính mời toàn thể hồi hôn, chúng ta cùng hướng ánh mắt yêu thương của mình trở về với nhịp cầu sân khấu hạnh phúc yêu thương, và chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn chú rể và cô dâu. Hai bạn sẽ cùng trao cho nhau kỷ vật yêu thương, đôi vòng nhẫn cưới cầu hôn. Xin được trân trọng kính mời chú rể cô dâu sẽ nhẹ nhàng khởi thân đứng lên tại vị trí của mình để trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới cầu hôn. Thưa quý vị thân mến, vòng nhẫn cưới cầu hôn đó chính là biểu tượng của tình yêu. Đó là một hình tròn không có điểm đầu cũng không có điểm kết thúc, tượng trưng cho tình yêu son sắc thủy chung vĩnh cửu mà chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương của chúng ta dành cho nhau. Để rồi các cụ nhà chúng ta vẫn thường có câu rằng là vàng bạc mà sánh với kim cương, không bằng hai chữ tình thương vợ chồng. Muối đã mặn trăm năm vẫn còn mặn, gừng đã cay muôn thuở vẫn còn cay, và trải qua có đến vạn nghìn ngày thì đất đây thương đấy chẳng thay đổi lòng. Xin mời chú rể cô dâu sẽ trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới cầu hôn đi ạ. Xin mời chú rể sẽ trao chiếc vòng nhẫn cưới cầu hôn vào ngón tay sắc út của cô dâu. Đây là ngón tay thể hiện cho mảnh máu tình yêu mà hai bạn dành cho nhau, chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Hương của chúng ta, thưa quý vị. Và những ngày làm chương trình của chúng tôi, trung tâm tổ chức thực hiện tiệc cưới Minh Tâm xin được kính chúc cho chú rể và cô dâu kể từ ngày hôm nay, hai bạn sẽ cùng nắm chặt tay nhau để cùng đi chung trên một con đường. Con đường đó được xây dựng bằng tình yêu, con đường đó được xây dựng bằng hạnh phúc, con đường được mang tên Quỳnh Đức Hoài Hương của chúng ta. Và trong khi chú rể cô dâu của chúng ta trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới cầu hôn, chúng tôi cần lắm một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Chúng ta cùng vang lên để chúc mừng. Chưa đâu chú rể ơi, đã ai cho hôn đâu mà đã hôn rồi đúng không ạ? Rất là tự nhiên đúng không quý vị ạ? Tuyệt vời. Chú rể cô dâu nhà chúng ta, thưa quý vị, đang muốn minh chứng tình yêu son sắc thủy chung vĩnh cửu mặn nồng mà chú rể cô dâu dành cho nhau bằng hành động. Xin hỏi chú rể, bây giờ mới cho phép chú rể thể hiện hành động tình yêu với cô dâu này. Chú rể sẽ lựa chọn hành động để thể hiện hết được tình cảm, tình yêu mà chú rể dành cho cô dâu. Chú rể muốn lựa chọn hành động đó là gì ạ? Em chỉ muốn hành động, không muốn nói. Chỉ muốn hành động, hành động là tất cả quý vị đều biết đúng không ạ? Bây giờ xin được hỏi quý vị có thể góp ý cho chú rể nhà chúng ta một chút được không ạ? Chú rể muốn hành động tình yêu mà chú rể cô dâu dành cho nhau thì phải làm gì quý vị ạ? Làm gì ạ? Hôn
vấn đề là hôn vào chỗ nào. Bây giờ chú rể cô dâu quay về phía của nhau đi ạ. Còn hôn vào chỗ nào thì chú rể cô dâu tùy thích đúng không ạ? Cô dâu sẽ bỏ bó hoa tạm thời xuống bàn đi ạ. Cô dâu ơi, cứ để hoa xuống bàn đấy, không phải che đâu ạ. Tất cả mọi người đều muốn chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời, khoảnh khắc tuyệt vời ngọt ngào mà chú rể cô dâu dành cho nhau. Sau đó thì chú rể ôm eo cô dâu đi ạ. Ôm eo thoải mái đi, không vấn đề gì cả. Hai tay ôm cho nó chắc ăn đi ạ. Cô dâu đặt tay lên bờ vai vững chắc của chú rể đi ạ. Và quý vị cùng đến với tôi từ 1 đến 3 thì chú rể cô dâu của chúng ta sẽ chính thức trao cho nhau nụ hôn nồng cháy này. 1, 2, 3, bắt đầu, xin mời. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Bởi lẽ người ta vẫn thường nói rằng là nụ hôn chính là kết tinh của tình yêu. Mà có tình yêu sẽ có nụ hôn, và có nụ hôn sẽ có tình yêu. Cũng chính vì vậy, ngày hạnh phúc trăm năm, chú rể và cô dâu của chúng ta muốn minh chứng tới toàn thể quý vị thông điệp yêu thương mà chú rể cô dâu muốn truyền tải qua nụ hôn nồng cháy vừa rồi thưa quý vị. Rất tuyệt vời, xin mời chú rể cô dâu nghi lễ tiếp theo sẽ cùng di chuyển trở về với 3 tầng bánh kem, để hai bạn sẽ cùng chung tay cắt những tầng bánh ngọt ngào trong ngày cưới. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị, nghi lễ cắt bánh trong ngày cưới, nó thể hiện biểu tượng cho sự ngọt ngào, thủy chung, son sắc lứa đôi. Để rồi ngày hôm nay đây, chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương của chúng ta muốn minh chứng tới hai bên gia đình, bốn bên người ngoài, tới toàn thể quý vị rằng kể từ ngày hôm nay, hai bạn sẽ cùng chung tay chia ngọt sẻ bùi. Cho dù cuộc sống sau này có khó khăn vất vả, cho dù cuộc sống có bao tác phong ba, và cho dù trái đất có nhiều đổi thay đổi, thì tình yêu mà chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi. Và tầng bánh đầu tiên, xin mời chú rể cô dâu sẽ cùng chung tay cắt tầng bánh thấp nhất đi ạ. Tầng bánh đầu tiên, đó chính là tầng bánh tượng trưng cho nền tảng hai bên gia đình chúng ta vô cùng vững chắc. Gia đình ông Bùi Văn Thanh, bà Bùi Thị Hương cùng với gia đình bà Bùi Thị Hương, đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng hạnh phúc trăm năm cho đôi con trẻ Quỳnh Đức và Hoài Thương của chúng ta. Và tầng bánh thứ hai, tầng bánh thứ hai tượng trưng cho một tiệc cưới vô cùng long trọng, với sự hiện diện, sự có mặt đủ đầy yêu thương của quý vị. Đó là niềm vinh hạnh rất lớn dành cho gia đình, cũng là niềm hạnh phúc lớn lao dành cho ngày dấu ân chung đôi tuyệt vời của chú rể Quỳnh Đức, cô dâu Hoài Thương. Tầng bánh thứ ba, tầng bánh cao nhất trên 3 tầng bánh, nó tượng trưng cho hạnh phúc trăm năm, cho mái ấm gia đình hạnh phúc tuyệt vời của chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương của chúng ta. Và sau khi chú rể cô dâu đã thực hiện xong nghi lễ cắt bánh trong ngày cưới, quý vị nổ thêm một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và nghi lễ tiếp theo, xin mời chú rể cô dâu sẽ nhẹ nhàng trở lại với tháp ly tình yêu, để hai bạn sẽ cùng chung tay rót rượu hồng lên tháp ly rượu tình yêu, để minh chứng tới toàn thể quý vị hai bạn sẽ cùng chung tay để chinh phục đỉnh cao nhất của tình yêu, đó chính là tháp rượu hồng tuyệt vời của chúng ta. Xin mời chú rể cô dâu sẽ cầm ấn chú rể, đặc biệt là chú rể. Bây giờ thì cho phép chú rể thả tay cô dâu ra một chút, sau đó thì bạn sẽ khui chai rượu đi ạ, bóc lớp giấy bạc ở phía ngoài nút cổ chai ra đi ạ. Các cụ đã bảo rồi đúng không, nhà nhiếp ảnh gia Phạm Nguyên ạ? Muốn làm được cái gì bên trong trước hết phải làm gì ạ? Phải bỏ cái bên ngoài ra đã mới làm được cái bên trong đúng không ạ? Chính vì vậy sau đó chú rể sẽ tháo chiếc tay trên nút cổ chai ra đi ạ. Và để thuận tiện hơn trong quá trình khui chai rượu, chú rể sẽ lắc thật mạnh chai rượu lên ạ. Một ngón tay sẽ giữ lên nút cổ chai đi ạ. Lắc thêm một chút ra đi chú rể ơi. Bởi vì chú rể lắc càng mạnh thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho chú rể trong quá trình khui chai rượu, mà tiếng nổ của chai rượu xung quanh càng lớn, nó tượng trưng cho hạnh phúc tình yêu của chú rể cô dâu càng được viên mãn tràn đầy hơn. Rất tuyệt vời, tiếng nổ của chai rượu xung quanh rất lớn ạ. Bạn chí ơi, không cần phải tránh đâu, bởi các cụ chúng ta vẫn thường nói rồi đúng không ạ? Ngày vui mà bị rượu bắn vào người nó mới hay đúng không ạ? Tuyệt vời, xin mời chú rể cô dâu sẽ chung tay rót rượu hồng lên tháp ly tình yêu đi ạ. Xin mời. Thưa quý vị, ngày hôm nay đây, ngày hạnh phúc trăm năm, chú rể và cô dâu đang cùng chung tay sắp rượu hồng lên tháp ly rượu tình yêu, để rồi cùng với màn khói đang bồng bềnh huyền ảo, với màn bắn pháo điện lung linh, nó tượng trưng cho tình yêu của chú rể cô dâu luôn bồng bềnh huyền ảo như trên mây và đẹp như trong mơ thưa quý vị. Hình ảnh đó nó đẹp giống như một bức tranh thủy mặc, và bức tranh thủy mặc đó đang có hai người yêu nhau, đó chính là chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương của chúng ta. Để rồi ngày hôm nay đây, tháp ly rượu tình yêu đã được kết thành hình trái tim vô cùng khéo léo. Nó tượng trưng cho dòng suối mát lành, dòng suối tình yêu dành cho chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương. Nó sẽ chảy mãi trở về với một trái tim. Một trái tim, một tình yêu tuyệt vời dành cho chú rể và cô dâu của chúng ta. Và chai rượu thứ hai, xin mời chú rể sẽ tiếp tục thực hiện khui như chai đầu tiên đi ạ.
Bạn đạt đây cho, chủ yếu là cho cô dâu chú rể thôi, còn tôi thì bình thường. Cho năm tháng gió thì được không ạ? Cho anh em xin một chút quạt đi ạ. Thấy chú rể đã vãi cả mồ hôi ra rồi. Làm như thế này, kiểu này tối ngày hôm nay ảnh hưởng đến sức khỏe của chú rể, rất là khó thực hiện nhiệm vụ đúng không ạ? Ngón tay chú rể sẽ giữ nhẹ, lắc thêm đi chú rể ơi. Chú rể cứ lắc thoải mái đi, lắc càng mạnh càng tốt đúng không ạ? Giống như chai rượu lúc nãy, tiếng nổ rất là tuyệt vời. Mà tiếng nổ của chai rượu xâm quanh rất tuyệt vời quý vị ạ. Sau khi chú rể khui xong chai rượu thứ hai, xin mời sắp xếp vào hai chiếc ly đặc biệt đang để dưới bàn đi ạ. Thưa quý vị, để rồi ngày hôm nay đây, người ta vẫn thường ví rằng dòng rượu hồng nó chảy đẹp tựa dòng suối, mà khói trắng tích hơi tựa mây trời. Nó tượng trưng cho tình yêu thủy chung, son sắc, ngọt ngào, lãng mạn. Mà chú rể, từ từ đã chú rể ơi, số rượu còn lại trong chai tiếp tục rót đi ạ. Chú rể cứ rót hết ra rượu trong chai, sau đó mới uống ly rượu hồng sau môi với nhau. Xin mời chú rể cô dâu sẽ cùng chung tay rót rượu hồng lên tháp ly tình yêu đi ạ. Thưa quý vị, hình ảnh đó, hình ảnh tuyệt vời, hình ảnh đẹp và lãng mạn mà chú rể Huỳnh Đức, cô dâu Hoài Hương đang cùng chung tay tạo dựng, người ta vẫn thường nói rằng là rượu này kết nghĩa phu thê, mà mừng chàng mừng thiếp đã về bên nhau. Rượu này đẹp tựa chậu cau, chúc cho đôi bạn bên nhau ân tình, từ đây là một gia đình, bên đây tương đấy chúng mình có đôi. Rất tuyệt vời, những dành rượu hồng từ cấp trên sở xuống cấp dưới, thưa quý vị, nó tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào. Và ngày hôm nay rượu hồng nó tượng trưng cho màu đỏ, mà màu đỏ đó chính là màu biểu tượng của tình yêu. Câu chuyện hạnh phúc tình yêu của chú rể Huỳnh Đức, cô dâu Hoài Thương của chúng ta ngày hôm nay chính thức được lên ngôi. Xin mời chú rể cô dâu, sau khi tháp rượu hồng của chúng ta đã chính thức được đăm đầy, xin mời hai bạn sẽ di chuyển trở về với chính giữa với bản hoa tuyệt vời dành cho hai bạn đi ạ. Để những nhà nhiếp ảnh gia sẽ lưu lại, từ từ đã chú rể ơi, di chuyển lên trên sân khấu đi ạ. Để những nhà nhiếp ảnh gia sẽ lưu lại những hình ảnh đẹp nhất, ngọt ngào nhất và lãng mạn nhất mà chú rể cô dâu đang cùng chung tay tạo dựng trong ngày dấu ấn chung đôi tuyệt vời, trong khoảnh khắc yêu thương được đón nhận những dòng tình cảm tuyệt vời của hai bên gia đình bốn bên đời ngoài. Những người bạn thân thương của cô dâu và chú rể đã hội tụ trở về đây để cùng đồng hành với câu chuyện hạnh phúc trăm năm và chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời mà chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương của chúng ta đang cùng chung tay tạo dựng, thưa quý vị. Và sau đó chú rể cô dâu sẽ quay về phía của nhau đi ạ. Nâng ly rượu lên đi đã. Sau đó thì chú rể cô dâu sẽ khoác tay nhau đi ạ. Tay phải thì đã khoác tay cô dâu rồi, tay trái chú rể để vào chỗ nào mà mọi ngày chú rể thích để nhất đi ạ. Đúng rồi đấy ạ. Và trước khi chú rể cô dâu nhà chúng ta uống cạn ly rượu hồng tuyệt vời này, thêm một lần nữa quý vị dành những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ động viên đi ạ. Xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn, xin mời chú rể cô dâu sẽ cổ vũ ly rượu tuyệt vời này đi ạ. Xin mời chú rể cô dâu sẽ để nhẹ lại bàn hoa hạnh phúc của mình đi ạ. Xin mời. Thưa quý vị, ngày hạnh phúc trăm năm cùng với hạnh phúc tuyệt vời của đôi con trẻ. Chú rể cô dâu nghe mỏi chân chưa ạ? Đứng một chút nữa đã đúng không ạ? Thưa quý vị, bởi lẽ người ta vẫn thường nói rằng là công cha như núi ngất trời, mà nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, gánh nặng thân gầy cha che chở cho con, để rồi đến ngày hôm nay đây, người con trai yêu thương của ông Bùi Văn Thanh, bà Bùi Thị Hương đã chính thức khôn lớn trưởng thành, và đặc biệt đã đón rước cho cha cho mẹ cho gia đình chúng ta một nàng dâu hiền dâu thảo để mừng hạnh phúc trăm năm. Xin được trân trọng kính mời và vinh danh thân phụ mẫu phụ bố mẹ thân sinh cha chú rể sẽ cùng trở về với sân khấu để dành tặng những món quà, những tình cảm vô giá mà cả cuộc đời cha mẹ dành cho các con. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, đang di chuyển trở về với sân khấu yêu thương, đang di chuyển trở về với hai con yêu thương, đó chính là hình ảnh tới từ thân phụ mẫu phụ bố mẹ thân sinh ra chú rể của chúng ta. Thưa quý vị, người đã tận tảo một nắng hai xương nơi con khôn lớn trưởng thành, với bao gian lao vất vả, tình yêu trời biển cha mẹ dành cả cho con, chỉ mong sau này con trai yêu thương của cha của mẹ khôn lớn trưởng thành và thành đạt. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến của những người làm cha và làm mẹ. Để rồi người ta vẫn thường có câu rằng là
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời chẳng ai khổ bằng cha. Nước biển bao la không đong đầy tình mẹ, bao trời lồng lộng không phủ kín công cha. Mà công cha mẹ như trời cao biển rộng, sinh con ra mong con lớn từng ngày. Cũng có lúc hoạn nạn, lúc đắng cay, nhưng vẫn chăm chút nâng niu như hoa trên cành. Ngày hôm nay nhìn con hạnh phúc, lòng cha mẹ thỏa nỗi ước mong. Xin được bàn phép đỡ lời cho đôi con trẻ, đỡ lời cho chúng rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương, được gửi ngàn lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới tình cảm bao la trời biển mà cả cuộc đời cha mẹ đã dành cho các con. Xin được kính chúc cho cha chồng mẹ luôn luôn mạnh khỏe, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, sống vui, sống khỏe, sống lâu trăm tuổi cùng với các con, các cháu thân yêu của mình. Và xin hứa với cha, với mẹ, với ông, với bà, với họ hàng đôi bên sẽ sống bên nhau trọn đời hạnh phúc để đền đáp lại công ơn sinh thành, dưỡng dục tình cảm bao la trời biển cả cuộc đời cha mẹ đã dành cho các con. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin mời cha sẽ trao cho người con trai cái bắt tay thật chặt để thể hiện sự tin tưởng là kể từ ngày hôm nay con đã chính thức khôn lớn trưởng thành. Và xin mời mẹ sẽ trao cho người con dâu một cái ôm vào lòng để thể hiện rằng kể từ ngày hôm nay con không những là con dâu mà là con gái yêu thương của mẹ. Mẹ sẽ là mái nhà, mẹ sẽ là bầu trời để trời che cho hạnh phúc của các con. Và các vị nở một tràng pháo tay thật lớn với sự hiện diện tuyệt vời của thân phụ bố phụ thân gia chú rể đi ạ. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Hình ảnh ngọt ngào thiêng liêng nhất, hình ảnh người đã mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn với bao gian lao vất vả. Cả cuộc đời mẹ đã tần tảo chuân chuyên để nuôi con khôn lớn trưởng thành. Ngày hạnh phúc của con đó là niềm vui lớn nhất của cuộc đời mẹ, để rồi cha và mẹ luôn là nền tảng vững chắc cho đôi con trẻ xây dựng tổ ấm gia đình. Ngày hạnh phúc trăm năm của đứa con trẻ đã được đón nhận những dòng tình cảm thân thương tuyệt vời của quý vị, đã không quản ngại đường xa xa xôi trở về đây để cùng chúc cho hạnh phúc trăm năm của chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương. Xin được chân thành cảm ơn cha, chân thành cảm ơn mẹ rất nhiều. Và sau phần quà tới từ thân phụ mẫu phụ thân sinh ra chú rể, phần quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời và vinh danh phần quà tới từ anh chị Hà Khuê và anh chị Thanh Hảo. Xin được trân trọng kính mời gia đình hai anh chị sẽ trở về với nhịp cầu sân khấu yêu thương, trở về với khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời của hai em để dành tặng những tình cảm, những món quà vật chất vô giá. Trân trọng kính mời. Đang di chuyển trở về với sân khấu, đó là hình ảnh rất tuyệt vời tới từ gia đình anh chị Hà Khuê và gia đình anh chị Thanh Hào. Luôn là thế, luôn là vậy, những tình cảm lớn lao mà gia đình hai anh chị luôn dành cho hai em, đó là nền tảng vững chắc để cho đôi con trẻ gia đình chúng ta xây dựng hạnh phúc trăm năm vững bền. Chân thành cảm ơn gia đình hai anh chị rất nhiều. Kính chúc gia đình hai anh chị luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn. Và sau phần quà tuyệt vời tới từ gia đình anh chị Hà Khuê, anh chị Thanh Hào, xin được trân trọng kính mời phần quà tiếp theo tới từ gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời và vinh danh phần quà tới từ bác Hồng và dì Thuyết của cô dâu ở của chú rể sẽ trở về với sân khấu yêu thương để dành tặng những món quà vô giá, những tình cảm lớn lao. Trân trọng kính mời. Và cũng xin được trân trọng kính mời và vinh danh dì Hằng thân thương của cô dâu. Trân trọng kính mời dì Hằng sẽ trở về với sân khấu yêu thương để trao tặng những món quà vô giá, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu, hai con, hai em của gia đình chúng ta. Trân trọng kính mời dì Hằng. Xin được giới lời cho chú rể và cô dâu được gửi ngàn lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới gia đình bác Hồng, gia đình dì Thuyết và gia đình dì Hằng rất là nhiều. Mặc dù những món quà về mặt vật chất có thể là nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn lao, đó chính là hai bên gia đình chúng ta luôn là nền tảng vững chắc để xây dựng cho hạnh phúc trăm năm của đôi con trẻ Quỳnh Đức và Hoài Thương, thưa quý vị. Xin mời dì sẽ nán lại với hai cháu yêu thương để lưu lại những hình ảnh khoảnh khắc tuyệt vời đi ạ.
tuyệt vời, ngày hạnh phúc trăm năm của chú rể và cô dâu. Ngoài được đón nhận những dòng tình cảm thân thương, những món quà vô giá, ngày hôm nay người ta vẫn thường nói rằng là thông gia thì như ruộng liền bờ, bên mong nhận rể, bên sẽ chờ được dâu. Và hai bên gia đình chúng ta mong mỏi đã lâu, để tới đến ngày hôm nay đây, đôi con trẻ Quỳnh Đức và Hoài Thương đã chính thức trở thành sể dâu một nhà. Mừng hạnh phúc trăm hoa đua nở, vui tân hôn thì phấn khởi chúng ta tặng quà. Cũng chính vì vậy, sau những món quà tuyệt vời tới từ đại gia đình nhà trai, những món quà yêu thương tiếp theo sẽ tới từ gia đình nhà gái chúng ta. Và những người làm chương trình của chúng tôi xin phép được truyền tải thông điệp yêu thương của chú rể cô dâu tới toàn thể quý vị. Ngày vui thì kỷ vật làm quà, mà quà càng nhiều càng tốt, đúng cô dâu ạ? Chú rể cô dâu nở nụ cười thật tươi để trước khi đón nhận những phần quà tuyệt vời tới từ gia đình nhà gái đi ạ. Và phần quà đầu tiên sẽ tới từ gia đình nhà gái chúng ta. Xin được trân trọng kính mời chị Giang và chị Thu sẽ trở về với sân khấu yêu thương để trao quà chúc mừng hạnh phúc trăm năm. Trân trọng kính mời hai chị. Thưa quý vị, bởi lẽ người ta vẫn thường nói rằng là anh em thì như thể chân tay, ngày vui hạnh phúc ta quây quần bên nhau. Cũng chính vì vậy, ngày hạnh phúc trăm năm của người em gái yêu thương không thể thiếu hình ảnh tới từ các cô, các chú, các bác, các anh và đặc biệt là hai chị gái thân thương của cô dâu chúng ta. Và đang di chuyển trở về với nhịp cầu sân khấu yêu thương, hình ảnh rất là tuyệt vời. Hình ảnh tới từ chị Giang và chị Thu thân thương của cô dâu. Hai chị gái yêu thương rất tuyệt vời. Xin được cảm ơn hai chị rất nhiều. Kính chúc hai chị luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, thành đạt và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và sau phần quà tuyệt vời, rất nhiều những phần quà đã được gửi về đăng ký với ban tổ chức của chúng tôi. Cũng chính vì vậy, để đảm bảo về mặt không thời gian trong quá trình tổ chức lễ thành hôn cho đôi con trẻ của hai bên gia đình chúng ta, xin được trân trọng kính mời sau phần quà tới từ chị Giang, chị Thu, xin mời bác Văn và bác Thắm. Hai bác sẽ di chuyển trước trở về với cánh gà của sân khấu để đảm bảo thuận tiện cho những người làm chương trình của chúng tôi vinh danh những món quà yêu thương. Trân trọng kính mời. Khi trao quà xong, một chị sẽ di chuyển ra phía của chú rể đi ạ. Em rể thân thương của mình để lưu lại những hình ảnh khoảnh khắc tuyệt vời trong ngày vui hôm nay. Và lưu ý với tất cả các thành viên của hai bên gia đình chúng ta rằng trong quá trình chúng ta trở về để trao quà mừng hạnh phúc trăm năm, chúng ta sẽ lưu lại cùng với chú rể và cô dâu để hai nhà nhiếp ảnh gia Phạm Nguyên và Minh Trí của chúng ta sẽ lưu lại những hình ảnh khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày vui hôm nay. Chân thành cảm ơn hai chị Giang và chị Thu rất nhiều. Và sau món quà tuyệt vời tới từ hai chị Giang và chị Thu, xin được trân trọng kính mời và vinh danh phần quà tới từ bác Văn và bác Thắm thân thương của cô dâu. Xin mời hai bác sẽ trở về với sân khấu, trở về với hạnh phúc trăm năm của hai cháu yêu thương để trao quà mừng hạnh phúc trước tương lai. Quý vị rất tuyệt vời. Thưa quý vị, mặc dù ngày hôm nay hai bác thân thương của cô dâu, bác Văn và bác Thắm đang bận rất là nhiều công việc, bận công việc cơ quan, bận công việc gia đình, nhưng ngày hạnh phúc trăm năm của hai cháu, hai bác đã thu xếp thời gian công việc cơ quan cũng như công việc gia đình để hồi tụ trở về đây, để luôn là thế, luôn là vậy, luôn cầu chúc cho hạnh phúc trăm năm của hai cháu Quỳnh Đức và Hoài Thương của chúng ta. Chân thành cảm ơn hai bác rất là nhiều. Được kính chúc hai bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui. Và sau phần quà tới từ gia đình bác Văn, gia đình bác Thắm, xin được trân trọng kính mời phần quà tiếp rất tuyệt vời tới từ bác Cơ và O Thảo của cô dâu. Trân trọng kính mời. Phải nói rằng sân khấu của chúng ta đã được tô điểm với hai thiên thần nhỏ rất là tuyệt vời, hai công chúa rất là đáng yêu của gia đình nhà gái thân thương của chúng ta đã liên tục trở về với sân khấu để cùng tô điểm cho bức tranh yêu thương ngọt ngào và đầy lãng mạn cùng với người dì thân thương của mình. Xin được chân thành cảm ơn hai cháu rất là nhiều và xin được vinh danh phần quà tới từ bác Cơ và O Thảo của cô dâu. Chân thành kính mời bác và O sẽ trở về với sân khấu để trao quà chúc mừng. Chân thành kính mời. Đang hiện diện tại sân khấu trong khoảnh khắc này đó là hình ảnh tới từ bác Cơ và O Thảo, bác O thân thương của cô dâu ngày hôm nay.
đã bớt chút thời gian và Ngọc có những món quà tuyệt vời, món quà về mặt vật chất và món quà về mặt tinh thần vô cùng lớn lao. Đó chính là hai bác luôn dõi theo, luôn đồng hành và luôn động viên cho hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Cho dù sau này cuộc sống có khó khăn vất vả, cho dù cuộc sống có bao tát phong ba, thì phía sau của hai cháu đó chính là nền tảng vững chắc mà hai bên gia đình chúng ta đang cùng chung tay để cùng tạo dựng và vun vén tác hợp. Xin được chân thành cảm ơn tới bác Cơ, xin được chân thành cảm ơn tới On Thảo rất nhiều. Và sau phần quà tới từ bác Cơ On Thảo, xin được chân thành kính mời phần quà tiếp theo, phần quà tới từ O Hiền và bác Viên thân thương của cô dâu. Xin được chân thành kính mời O và bác sẽ di chuyển trước trở về với cánh gà của sân khấu để đảm bảo khung thời gian trong quá trình long trọng cử hành hôn lễ cho hai cháu, hai con, hai em của gia đình chúng ta. Chân thành kính mời. Rất tuyệt vời, chân thành cảm ơn bác Cơ, chân thành cảm ơn O Thảo rất nhiều. Một cái nắm tay thật chặt, cái nắm tay thể hiện sự tin tưởng. Kể từ ngày hôm nay, gia đình nhà gái chúng ta đã chính thức trao gửi người con gái yêu thương Hoài Thương. Và rất mong rằng người con rể thân thương của gia đình nhà gái Quỳnh Đức sẽ là nền tảng và là chỗ dựa vững chắc cho cô dâu Hoài Thương của chúng ta. Xin được chân thành mời phần quà tới từ O Hiền và bác Viên thân thương của cô dâu sẽ cùng trở về với sân khấu đi ạ. Và sau phần quà tuyệt vời tới từ O Hiền và bác Viên thân thương của cô dâu, xin được chân thành kính mời bác Hội, bác Thụ sẽ chuẩn bị những phần quà tuyệt vời của mình. Thì sau khi phần quà sẽ được gửi trao, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ vinh danh chúng ta cùng trở về với sân khấu hạnh phúc trong ngày vui hôm nay thưa quý vị. Và một lần nữa thì những người làm chương trình của chúng tôi xin phép được truyền tải thông điệp yêu thương của chú rể và cô dâu. Số tài khoản của cô dâu và chú rể luôn luôn mở để đón nhận những phần quà yêu thương tới từ toàn thể quý vị trong ngày dấu ấn chung đôi trọng đại, trong ngày hạnh phúc trăm năm cùng với chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương. Chân thành cảm ơn tới tình cảm lớn lao, phần quà tuyệt vời tới từ O Hiền và bác Viên thân thương của cô dâu rất nhiều. Cảm ơn tới hai thiên thần nhỏ của chúng ta và xin được chân thành kính mời bác Hội, bác Thụ của cô dâu xin được chân thành kính mời hai bác sẽ trở về với sân khấu. Chân thành cảm ơn bác rất nhiều. Lúc này thì cháu có tới với nhịp cầu phất cầu cung vô quy của gia đình nhà gái chúng ta đã được gặp gỡ bác Thụ thân thương của cô dâu, nở những nụ cười thật tươi thật rạng ngời để được chào đón dòng tình cảm thân thương của đại gia đình nhà trai, đặc biệt là sự hiện diện đủ đầy của tất cả quý vị. Đó là niềm vinh hạnh rất lớn dành cho gia đình, cũng là nguồn động lực lớn lao để cùng chung tay xây dựng hạnh phúc trăm năm cho đứa con trẻ. Xin mời bác sẽ đá lại một chút để lưu lại những hình ảnh tuyệt vời với hai cháu đi ạ. Chân thành kính mời. Và sau phần quà tuyệt vời tới từ bác Hội và bác Thụ thân thương, xin được chân thành kính mời phần quà tiếp theo sẽ tới từ dì 7, dì 8 và dì 9 của cô dâu. Xin được chân thành kính mời 3 tỷ đi ạ. Xin được hỏi với gia đình nhà gái là dì 7, dì 8, dì 9 này là tên đặt hay là sinh thứ 7, thứ 8, thứ 9 là chúng ta gọi luôn ạ? Gia đình nhà gái ạ, dì 7, dì 8, dì 9 là trước kia các cụ nhà chúng ta sinh được 9 dì 9 cậu đúng không ạ? Hay là đặt tên là dì 9 ạ? Tôi nghĩ là ngày xưa các cụ hiếm hoi cho nên đẻ có 9 con thôi đúng không ạ? Và chú rể cô dâu cố gắng chúng ta sẽ phát huy và đang di chuyển trở về. Đâu là dì 7 ạ? Anh sẽ đại diện cho dì 7, dì 8 hay dì 9 ạ? Xin lỗi cậu 9, xin lỗi một chút cậu Chín thân thương của cô dâu. Những cái làm chương trình của chúng tôi xuôi mồm một chút, rất mong rằng cậu Chín sẽ độ lòng quảng lượng cho anh em tổ chức sự kiện của chúng tôi hiện diện tại sân khấu lúc này đây. Đó là hình ảnh tuyệt vời tới từ dì 7, dì 8 và cậu Chín thân thương của cô dâu. Thưa quý vị, cậu Chín đó là cậu Út chứ ạ? Út rồi đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Đông anh đông em thì ngày vui, hay là có công việc gì chúng ta quây quần bên nhau, đó là điều tuyệt vời nhất thưa quý vị. Xin được chân thành cảm ơn tới dì 7, dì 8 và cậu 9 thân thương của cô dâu rất là nhiều. Kính chúc cho gia đình cậu, cho gia đình dì luôn luôn hạnh phúc, thật nhiều niềm vui. Và hai cháu xin hứa với cậu, với dì sẽ luôn luôn hạnh phúc bên nhau để đền đáp lại sự tin tưởng, tình cảm lớn lao mà cậu và dì luôn luôn dành cho hai cháu yêu thương. Chân thành cảm ơn. Và sau phần quà tuyệt vời tới từ dì 7, dì 8 và cậu 9, xin được chân thành kính mời phần quà tiếp theo sẽ tới từ chị Lâm, chị Nguyệt và Nhất Linh sẽ trở về với sân khấu để trao quà chúc mừng. Chân trọng kính mời. Xin được chân thành cảm ơn dì 7, dì 8 và cậu 9. Có gì anh em tổ chức sự
kiện có sai sót, rất mong rằng cậu Chín sẽ được ở lòng quảng đường cho. Và sau đây sẽ được trân trọng kính mời chị Lâm, chị Nguyệt và Nhất Linh sẽ trở về với sân khấu để trao quà chúc mừng. Ngày hôm nay không biết là hai tên thần nhỏ của chúng ta đã chuẩn bị rất là nhiều phần quà rồi đúng không ạ? Rất là tự tin lên trao quà rất là nhiều. Xin cảm ơn hai tên thần nhỏ rất là nhiều. Trong bộ trang phục bộ váy trắng rất là tinh khôi, rất là đẹp. Xin được cảm ơn tới hai tên thần nhỏ. Chúc hai tên thần nhỏ luôn luôn mạnh khỏe, chăm ngon, cháu lớn. Và năm nay sẽ đạt được cháu trong ngoan học giỏi đúng không ạ? Có cháu nào lên cấp 1 chưa ạ? Hay đang mầm non cả ạ? À, năm nay cháu lên tiểu học lớp 1 rồi đúng không ạ? Cảm ơn cháu rất là nhiều. Xin mời tất cả các thành viên chúng ta nở những nụ cười thật tươi lên đi ạ. Để chúng ta cùng lưu lại những hình ảnh khoảnh khắc tuyệt vời đi ạ. Xin mời. Cảm ơn tới chị Lâm, chân thành cảm ơn tới chị Nguyệt và Nhất Linh rất là nhiều những phần quà, những tình cảm lớn lao. Và ngày hôm nay chú rể Huỳnh Đức và cô dâu Hải Thương sẽ còn được đón nhận một phần quà rất đặc biệt nữa tới từ gia đình nhà trai. Xin được hỏi với chú rể đã đoán được ra, mường tượng được ra phần quà nào không ạ? Tới từ gia đình nhà trai còn một phần quà nữa rất là tuyệt vời dành cho bạn, đang mang tới sự bất ngờ dành cho bạn ngày hôm nay. Hỏi chú rể có đoán được ra ai không ạ? Chưa đoán được đúng không ạ? Bật mí cho chú rể một chút. Phần quà sẽ tới từ người bạn thân thương của chú rể. Một năm về trước thì người bạn này cũng đã có xây dựng gia đình, đang sinh sống cùng thôn với chú rể. Sang năm, năm ngoái đúng không ạ? Tôi thì có được làm chương trình cho người bạn của chú rể. Có lẽ là không làm khó chú rể nữa, bởi vì ngày hôm nay có thể nói là chú rể cũng đã đoán mường tượng ra một chút rồi. Nhưng do hôm nay bây giờ đang rất là hồi hộp cho nên chưa tin tưởng lắm. Bây giờ chúng tôi sẽ xin phép được vinh danh phần quà tuyệt vời tới từ người bạn thân thương. Xin mời anh Thi sẽ trở về với sân khấu để trao quà chúc mừng cho người bạn thân thương của mình đi ạ. Đứng từ nãy đến giờ rất là sốt ruột rồi chú rể ạ. Muốn lên trao quà lắm rồi nhưng muốn đề nghị với ban tổ chức của chúng tôi là tạo điều kiện bất ngờ để chú rể và cô dâu của chúng ta sau này sẽ được đón nhận những tình cảm thân thương tới từ tình cảm người bạn. Thưa quý vị, bởi lẽ người ta vẫn thường nói rằng là đã làm bạn một ngày thì cả cuộc đời tình bạn gắn bó ta có nhau. Cũng chính vì vậy, ngày hạnh phúc trăm năm và sau này nữa, tình bạn đó sẽ luôn khắc cốt ghi tâm, sẽ luôn dành cho nhau những gì là tuyệt vời nhất, sẽ cùng giúp đỡ nhau để vượt qua muôn ngàn khó khăn. Một mục đích chung đó chính là chúng ta luôn mong, luôn chúc cho bạn của mình, gia đình của bạn cũng như gia đình của mình có một cuộc sống ấm no hạnh phúc đủ đầy. Chân thành cảm ơn anh Thi rất là nhiều. Chúc anh Thi và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Và chú rể Huỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương của chúng ta cố gắng phát huy theo anh Thi của chúng ta bằng giờ này sang năm, vang bằng sau Lý Trần Làng của đơn vị thôn Kim Mậm, xã Cẩm Lương, thân thương sẽ vang lên tiếng ru ả ơi mẹ ru con. Đố chú rể biết mẹ ru con như thế nào ạ? Còn lâu mà biết được đúng không ạ? Tôi thì đoán như thế này cũng là một câu rất là quen thuộc thôi. Cô dâu Hoài Thương của chúng ta sẽ ru con như thế này chú rể ạ? Nếu tôi đoán đúng ngôn trường dành cho tôi một tràng pháo tay đúng không ạ? Cô dâu Hoài Thương của chúng ta sẽ hát ru con như thế này. À ơi con ngủ cho ngoan, giờ này năm ngoái tao với bố Đức mày cưới nhau, đúng không quý vị ạ? Nếu quý vị thấy đúng nổ một tràng pháo tay được không ạ? Chất thành cảm ơn rất là nhiều. Và có một điều đặc biệt nhất trong ngày vui hôm nay, từ nãy tới giờ chú rể và cô dâu chỉ cần đứng cười thôi được nhận rất là nhiều quà. Còn anh em tổ chức sự kiện của chúng tôi đứng giới thiệu rất là nhiều. Nếu như tôi đoán không nhầm, một bạn đang phía dưới cười một nụ cười rất là tươi, được sinh ra và lớn lên cùng thôn với tôi, đó là thôn Tô, xã Cẩm Bình, thân thương. Xin được trân trọng kính mời người bạn thân thương của cô dâu, bạn Như Quỳnh sẽ trở về với sân khấu. Lúc nãy mà cô dâu giới thiệu trước thì tôi sẽ cùng đồng hành giới thiệu bạn Thi và bạn Quỳnh sẽ lên sân khấu luôn đúng không ạ? Tuy nhiên rằng có gì sai sót thì rất mong rằng bạn Quỳnh sẽ thông cảm cho. Xin được trân trọng kính mời bạn Quỳnh, người bạn học phổ thông cùng với cô dâu thân thương của chúng ta sẽ trở về với sân khấu. Và hiện nay bật mí cho tất cả các anh em mà hiện nay chưa có vợ, đặc biệt là chưa có người yêu, như nhà nhiếp ảnh gia Phạm Nguyên, Minh Trí và Nam Vương của chúng ta biết rằng là bạn Quỳnh được sinh ra và lớn lên tại đơn vị Tôn Tô, hiện nay vẫn chưa có người yêu. Các bạn có xin số điện thoại không ạ? Nếu mà xin số điện thoại thì qua tôi sẽ gửi số điện thoại cho các bạn. Chắc phải cảm ơn bạn Quỳnh rất là nhiều. Kính chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và đặc biệt là trong thời gian gần nhất, những cái làm chương trình của chúng tôi sẽ được đón nhận cánh thiệp hồng trong tay từ bạn. Chắc phải cảm ơn. Và nếu người ta ví tình yêu là một tờ giấy trắng thì thế giới âm nhạc chính là những sắc màu trên tờ giấy trắng đó.
để đồng hành với Hạnh Phúc Trăm Năm cùng với chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương, và để đồng hành với chương trình Giao lưu văn nghệ trong ngày vui hôm nay, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát tới từ đại diện của gia đình nhà gái thân thương của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời anh Vương sẽ trở về với sân khấu để gửi tặng chúc mừng Hạnh Phúc Trăm Năm món quà âm nhạc tuyệt vời nhất trong ngày vui hôm nay. Trân trọng kính mời anh Vương. Đây là ngày vui của hai em. Anh chúc hai em trăm năm hạnh phúc, và cũng trong ngày vui này anh gửi tới hai em và hồi hôn ca khúc Giấc Mơ Selfie. Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa. Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhớ nhớ quanh đồi. Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn xa phi. Khi rung lên, từng sợi dây đàn đã đong đầy. Một người gác lại. Như rừng cây mà núi vang tiếng đã cha đi. Ai yêu từ đó, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đã cha đi. Tôi yêu em yêu cha đi, không còn cô đơn, không buồn không vui. Tôi nghe cha đi chờ thấy đau lòng về một giấc mơ ơi ơi cha phi. Thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa. Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhớ nhớ quanh đồi. Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn sơ phi. Khi rung lên, từng sợi dây đàn đã đong đầy. Một niềm răng lầy. Ra khờ lây như rừng cây mà núi vang tiếng đàn cha pi. Ai yêu từ đó, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu em yêu cha pi, không còn cô đơn, không buồn không vui. Tôi nghe cha pi chợt thấy đau lòng. Một giấc mơ ơi với cha đi.
Xin được chân thành cảm ơn anh Minh Vương rất là nhiều. Một ca khúc rất tuyệt vời, những giai điệu yêu thương đã được vang lên để chúc một ngày phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Xin được kính chúc anh Vương luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và sau khi đã được đón nhận những rất nhiều những phần quà về mặt vật chất, những món quà về mặt tinh thần lớn lao, xin được trân trọng kính mời chú rể cô dâu sẽ nhẹ nhàng một lần nữa khởi thân đứng lên tại vị trí của mình đi ạ. Thưa quý vị, ngày hạnh phúc trăm năm của chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương đã được đón nhận những dòng tình cảm thân thương của hai bên gia đình bốn bên đời ngoại hội tụ trở về đây để cùng chúc cho chú rể cô dâu của chúng ta trăm năm hạnh phúc. Đến giờ phút này đây, sau khi đã được trải qua với tất cả những cung bậc ngọt ngào say đắm của tình yêu, thì chú rể Quỳnh Đức và cô dâu Hoài Thương, hai bạn đã cùng nhau cảm nhận không có gì đẹp bằng hơn thế, người với người sống để yêu nhau, và dù cho nặng sải mưa dầu thì tình chồng nghĩa vợ một màu thủy chung. Một lần nữa xin kính chúc cho chú rể cô dâu của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và đặc biệt xin được kính chúc cho hai bên gia đình ông Bùi Văn Thanh, bà Bùi Thị Hương cùng với gia đình nhà gái bà Bùi Thị Hương kể từ ngày hôm nay vẹn thắm nghĩa tình thông gia để cùng chung tay xây dựng hạnh phúc trăm năm cho đôi con trẻ, để dựng lại những người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng một nền tảng vững chắc, công trình mang tính vĩnh cửu, ngôi nhà hạnh phúc mang tên con trẻ Quỳnh Đức Hoài Thương của chúng ta. Và với ca khúc Giấc Mơ Chappie vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình lễ thành hôn trong ngày vui hôm nay. Mặc dù những người làm chương trình của chúng tôi chưa nói lời chia tay, nhưng công việc trưa và chiều nay vẫn đang còn nhiều. Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào, tạm biệt quý vị.